đây cũng chuồng chó này. Đánh được đánh, đánh. Ngay cái đường lên cũng một đàn quạ. Thôi đi đường khác. Thôi đi vòng vòng. Vừa có chuồng chó vừa có quạ. Ngay cái chỗ đường quạ lên. Rồi. Quạ của người khác ấy. Khá gần mình. Ông nghe quạ hướng nào? Quạ hướng nghe. Phải là sau cái nhà tù đấy, hướng kia của nhà tù. Ê, tiếng chân bên trái. Tiếng chân á? Ở đây đây. Kìa kìa kìa, có người. Mà. Ở đây. Bắn đi. Đó đó. Không được. Không nhìn lắm rồi, không nhìn thấy. Góc của tôi, góc tôi thấy mất đầu ló qua cái xong nó ngủ rồi luôn. Hai thằng nhá. Có quá. Có thế nhờ. Trên này có một thằng. Xuống biên, xuống biên. Một gục, một gục. Xuống biên nữa. Ủa nhưng mà nó bắn chúng tôi. Được. Khá yếu rồi đấy, thằng trước mặt tôi khá yếu rồi đấy. Trước mặt tôi, chết rồi. Một cục nữa. Công lên đi, công lên đi, công lên đi. Còn một đấy. Béo đi. Đâu nhở? Đi đâu rồi? Thằng gục ở đâu? Không đâu, một thằng đúng không? Bắn gục ở đâu? Đấy. Một qua cái bọn ở ngoài này, tôi nghĩ mình nên công vào đi. Đấy, sát đây. Còn một bắn gì mà, cùng hai mà. Đấy. Cứu đâu? Bên trên. Tôi yếu. Hai viên rồi, gục, đâu gục quá. Hai viên mà không được. Yếu lắm rồi, yếu lắm rồi, còn đang bị cháy nữa. Ôi, vãi gì là mình bắn hai phát đi vào chân ạ. Sao? Nó nhảy về nhảy bắn hai phát vào chân ạ. Nó yếu lắm rồi. Vào chân. Ông áo tăng vớ, vớ vẩn là tăng bục méo luôn. Khúc, tôi bảo khúc máu. Tôi bảo bắn trước mặt tôi nữa, thằng phụ mặt tôi nữa, có thằng trước mặt tôi. Máu ơi, máu ơi thầy. Tôi màu vắng, màu vắng. Tôi bảo bắn hai viên mà thấy nó không phục tá. Tôi có bảo nó cắt đó. Bắn người đỡ hẳn, không người đỡ đuổi đó. Chà. Ở bên tít đỉnh núi bên này nó chạy sang. Tôi thấy rồi, nó quay tôi thấy rồi. Ờ. Có tôi cần medkit thôi. Thôi một thằng là đủ rồi. Team này chết ba rồi nhá, team này có ba rồi, còn kia team khác rồi. Có thằng ở trên nhà tù kìa. Nó đi cầu thang kìa. Mình đứng đây có vẻ không ổn lắm đâu, đừng đấu với thằng ngoài. Tôi nghĩ là không nên đấu với thằng ngoài đâu. Đừng dễ bị bắn từ hai phía. Nhưng mà tôi muốn đi về cái hướng nào khác ngoài hướng ban nãy. Tôi không muốn quay lại hướng ban nãy. Nhưng mà về đi vòng đường này thì sẽ không, nhưng mà còn hơn, đằng kia cũng có người nhá, đằng kia cũng có người nhá. Cái tim mà kết quả ấy. Tìm kết quả. Thế này nhá, như thế nào? Này đây à? Hướng với anh nè, hướng với anh nè. Thì có một thằng trên đỉnh núi nó bắn xuống ấy. Ừ. Thì tôi có bọn kẹp nữa, thằng đấy vào thằng trong nhà. Không, nó bỏ đỉnh núi rồi, nó đi chỗ khác rồi. Biết đâu được, vẫn ở quanh quanh đây. Ừ, nhưng mà nó hướng ít nhất là lúc đấy mình chỉ nhìn thấy đi nhanh đi. Mình chỉ nhìn thấy một thằng thôi. Ô, trước mặt, trước mặt. Đây, chỗ bắn đây. Cái điểm rồi. Ở đâu ấy? Trên cửa hàng nhà nữa. Đây, xuống á. Đấy, tìm tạm. Ú, nhiên. Nên có rô được không? Đứng đây đi có rô này. Không, tôi nên có rô gần xong rồi. Thằng ở ngay đây, ngay bên trên này.
Mẹ mày đuổi dài thế. Thế thế nào mà mũi nó có một thằng ở trong nhà mà mũi nó đuổi ung anh ở tiếp bên ngoài. Nó xa, thằng kia nó xa hơn mũi anh. Nó chạy lên ngay cái lan can này nó còn bắn đôi phát nhưng mà bắn chưa. Tiến đi. Đây đây, cái cửa này này. Thằng ở cửa đấy gục quá. Bắn nó vào đâu ấy? Không phải tôi. Đây là cái cửa này. Ừ. Một con dạ. Có công lên cầu thang hay là không nhỉ? Không thì công cầu thang từng đi vào từng. Ông Huy Anh đang lấy bao thi gì? Con ngay trên đầu thôi. Đang bị bịch quá. Ba thằng nhá. Có nhỉ. Cầu thang này đi lên tiếng rất là to. Bắn chỗ nào vậy? Trong cửa sổ. Trúng viên, trúng viên. Chỗ cửa sổ. Cái cửa sổ to này. Tôi đang muốn bên trên nữa. Bên trên nghe tiếng kiểu nó đi. Bên trên cũng có cách... mà. Tôi mình đứng ở đây nhiều hướng bắn được lắm. Trúng viên nên... Đây. Cái nào đấy? Cửa này này. Ừ, lên cửa đấy nhá. Không, nó bắn cửa đấy. Thì bây giờ mình chỉ lên một cái thằng đấy thôi, chứ chỗ loay hoay ở đây mãi. Hơi tù. Ô, ném bom lửa. Nó ném mẹ rồi tôi. Tầng 2, tầng 2, tầng 2, tầng 2, tầng 2. Bắn ngay. Tôi. Cục à? Ai cục ấy? Nó cục à? Không, tôi cục. Đâu? Thế nó bắn. Bắn tôi nhưng mà nó bắn chả được một mấy máu. Nó bắn tôi được 2 phát. Nó xuống. Mẹ. Ấy gì? Cục. Con đi phải. Cục hàng. Dậy đi, không. Chết rồi. Cứu mạnh thôi. Hai cục đó. Làm gì có ai gục đâu. Gục một gục ở đây. Hết rồi. Hết luôn. Ừ. Phải đang bước solo ấy. Tôi không biết bọn này nhau. Tôi thấy bọn này cứ bắn nhau. Cứ loot sau cùng check. À đấy, mọi người lút đi. Thôi, tôi có vu chờ mà, cứ lút đi ông, tôi lút cuối. Lút không phải check nhá, lút không check được. Có. Không có. Không thấy. Ai, đi vào lút xác các kiểu. Ngốc. Mấy cái thằng mình bắn chết ở ngoài đâu nhỉ? Katana này. Đấy, tôi lút một. Rồi, lút không, lút nhanh. Tôi lút rồi. Lút hết. Bọn trong nhà thì không biết nhé. Thôi, nhưng mà thôi đi. Ừ, đợi đi. Lút nốt xác mấy thằng bên ngoài nữa. Ê, cái thằng mà mọi người bắn chết bên ngoài đâu nhỉ? Cái gì? Thằng... Mấy thằng mọi người bắn chết. Chả biết thôi. Mọi người bắn chết 3 thằng không à? Một thằng ở đây, một góc đây. Kia. Ngoài cái thằng Miko với lại cái thằng bắn nọt nổ ra ấy. Là thằng nào? Có một thằng nữa ở cái chỗ chân núi này cái. Không, thằng đấy. Rồi. Thôi. Này tội xuống. Không thấy ai. Máy. Ừ, bị máy chú có phải phải không? Tôi muốn
xem bọn trên tầng không? Ôi ơi, gọi gì? Lên thì cũng đốt sáng của nó rồi. Nó đứng dậy, nó đứng rồi, nãy giờ nó bắn nhau, nó thấy bắn nhau, nó phải đứng dậy chứ, đợi đến bây giờ đấy. Còn nếu mà có khi bọn chẳng biết bọn nó vào trên đấy không? Có cái thang nào không? Thấy không? Ờ, cái mặt này của nhà thì không thấy. Chẳng biết nó bắn cái mặt kia. Bên kia nữa không? Hoặc là bọn nó cũng bị lút hết rồi. Thôi đi. Em đi cái đi coi kêu cũng nổ mất một thanh máu bé rưỡi. Nó có chết này. Ông ô. Có chết à, chết con người nào. À thế à thế. Thôi, lấy thôi. Cái đến này như là 4 điểm 3 điểm. 3 điểm. Tâm nhé. Ba cái không phải tâm mà bốn phát đầu. Có đạn nổ này, đạn dài à. Đạn nổ thì đang có đạn dài, vẫn được đạn dài đó. Ngoài đấy. Còn ai? Ơi, banner này, banner FP này. Win FP rồi này. Mỗi đủ nhỉ? Chiến tiếp tầm ao. Một tường chút mỗi đường. Cái đứa bà thằng giết mẹ tôi phân à, tôi lên một thằng trả bằng dấu đứng như thế nào ạ? À, thật sự cái pha cái mình cho tôi lên một thằng chúng hai phát đó, đổ hai phát vào chân đó, đỡ nó kiểu nó vừa chạy vừa nhảy bắn con vào chân thảo nào bắn hai phát nó lên một thằng hai phát nó chết mà còn đang đốt thêm phát nữa nó chết mà. Đấy, tôi chạy lên, tôi bị bắn phát nữa để ngoài bắn cái nổ nổ cho phát chết đấy.